Chương 1121. Ánh mắt của Trình Dục Ôn nhìn anh ta càng tò mò hơn một chút và nói, "Tôi hỏi cậu làm sao lại đến đây?" Bạch Dận Ninh nói, "Tôi đến đây cùng với Thanh Thanh, chúng tôi muốn quay lại Bạch Thành, cô ấy muốn đến chào tạm biệt với Ngôn Cô Lâm." Anh ta vốn muốn nói Ngôn Ngôn nhưng lại nhanh chóng rút lại và đổi thành Cô Lâm. Lâm Tinh Tuyệt ngừng chơi cờ với Tông Khải Phong và chạy đến xem trong vali đang đựng những thứ gì. Khi Lâm Tử Lạp bị con gái kéo xuống lầu, cô mới nhìn thấy lúc này đang có rất nhiều người ở trong phòng khách. Lúc lên lầu Lâm Huệ Tinh không nhìn thấy Diêu Thanh Thanh nên khi xuống mới thấy, cô bé kêu lên một tiếng ngạc nhiên và vui mừng. Dì ơi! Lâm Tử Lạp theo tiếng gọi của con gái nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Bạch Dận Ninh và Diêu Thanh Thanh. Cô chào hỏi một cách bình tĩnh, hai người đến rồi à? Bạch Dận Ninh khẽ ngẩng đầu nhìn cô đang đi xuống lầu, một tay dắt con gái và tay còn lại nắm lan can của cầu thang. Trông cô rất thận trọng, có thể nhìn thấy rõ chiếc bụng nhỏ đã nhô lên trong chiếc váy mà cô đang mặc. Tuy rằng trên mặt cô vẫn còn vẻ vừa mới ngủ dậy, nhưng anh cảm nhận được cô sống rất tốt, trên khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng và hạnh phúc. Có lẽ Diêu Thanh Thanh nói đúng, nhìn thấy người mình thích hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc. Anh và Thanh Thanh đến đây để chào tạm biệt với em, bọn anh vốn định trở về Bạch Thành, vừa vặn lại nghe tin em muốn tổ chức hôn lễ, nên có lẽ sẽ chỉ hoãn một chút, em sẽ gửi thiệp mời cho anh chứ? Bạch Dận Ninh cười và nói, nhất định phải gửi rồi, chúng ta là bạn bè mà. Khuôn mặt của Lâm Tử Lạp nở nụ cười nhạt rồi đi tới hỏi, những thứ này là gì vậy? Tần Nhã nói, tất nhiên là cho cậu rồi. Cho tớ. Lâm Tử Lạp có chút không tin. Cô là cô Lâm, Lâm Tử Lạp phải không ạ? Người xách chiếc vali có khóa mật mã trong nhóm người đến đưa đồ lên tiếng hỏi. Lâm Tử Lạp gật đầu, là tôi. Vậy thì mở tất cả ra đi. Họ đứng thành một hàng rồi lần lượt mở những chiếc vali trên tay ra, đặt trước mặt của Lâm Tử Lạp sau đó mọi người đều sững sờ, duy chỉ có Tông Khải Phong vẫn rất bình tĩnh. Trong chiếc vali có khóa mật mã đó, đặt một chiếc vương miện đang phát ra ánh sáng lấp lánh và được đặt trên tấm vải nhung màu đen. Tần Nhã chỉ vào và hỏi, "Bên, bên trên đều là kim cương phải không? Nếu như tất cả đều là thật, vậy cũng quá xa xỉ rồi." "Tất nhiên là thật, chiếc vương miện này là do tôi giành được trong một cuộc bán đấu giá được tổ chức tại nước Y vào thời điểm hơn 20 năm trước. Đây là một chiếc vương miện của hoàng gia, năm 1959, khi đó Farah mới 21 tuổi kết hôn với thái tử Charlie Palerfer, vì phục vụ cho hôn lễ mà được tạo thành, phải mất 6 tháng mới làm ra được chiếc vương miện này, trọng lượng của nó lên tới 1.600 gram, bên trên có tổng cộng 1.469 viên kim cương và 36 viên đá quý. Viên kim cương trần lớn nhất ở phía trước của vương miện là 150 carat, rất sang trọng và quý giá. Năm 1983, chiếc vương miện này được bán cho nhà đấu giá của nước Y và đã được bán đấu giá trong 9 năm qua, khi đó nó được mua bởi một người ẩn danh trong nước với giá 252 tỷ đồng, và còn được lan truyền xôn xao để đoán xem người mua chiếc vương miện này là ai. Bởi vì tương đối bí mật cho nên bên ngoài cũng không biết người nào mua, mà chỉ biết là người trong nước. Lúc đó còn có người suy, đoán là một nữ đại gia ở trong nước. Tông Khải Phong mua chiếc vương miện này vốn định tặng nó cho Trình Dục Tú, mặc dù hai người đã là vợ chồng nhưng ông ta chưa từng biểu lộ lòng mình với cô ấy đây là điều ông ta hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình ông ta đã cất giữ chiếc vương miện này ở một công ty bảo hiểm của nước ngoài khi biết tin tông triển bạch và lâm tử lạc muốn tổ chức hôn lễ đã đặc biệt cho người đưa nó đến đây sợi dây chuyền và đôi bông tai cùng một bộ với chiếc vương miện tông triển bạch cũng đã nhờ người tìm kiếm nhưng khó khăn lắm mới tìm được thì phía bên kia lại không muốn bán sau đó không biết dùng cách gì thuyết phục được người chủ mới mua lại được chật chật tần nhã không khỏi tặc lưỡi con cũng thích Lâm Huệ Tinh chớp đôi mắt, thật là sáng lấp lánh. Chương 1122. Chương 1122, Tông Khải Phong sửa đầu cháu gái, sau này mẹ con sẽ chuyển lại cho con, khi con kết hôn có thể đội nó. Oa, wow, con vui quá. Lâm Huệ Tinh vô cùng thích thú, cô bé muốn lớn lên ngay lập tức để có thể đội chiếc vương miện này. Thật sự rất xinh đẹp. Hộp còn lại đựng dây chuyền và đôi bông tai. Trong vali của nhân viên Leo đựng váy cưới và váy dạ hội. Biết rằng Leo là nơi Lâm Tử Lạp, trưởng thành nên tông triển bạch đã đặc biệt nhờ bà William giúp Lâm Tử Lạp thiết kế váy cưới. Bà William chắc chắn sẽ đồng ý, tại buổi triển lãm đó, khi tông triển bạch nhìn thấy vẻ đẹp của phong cách Trung Quốc đã rất xúc động, nhưng anh cảm thấy Lâm Tử Lạp thích hợp với màu trắng hoàn mỹ hơn, còn màu đỏ quá chói mắt, mà tính cách của cô lại điềm tĩnh phù hợp với màu trắng hơn. Tất cả có bốn bộ, một bộ vét của tông triển bạch và một bộ váy cưới của Lâm Tử Lạp, còn có hai bộ váy dạ hội. Bởi vì cô đang mang thai nên tất cả đều được đặt may riêng. Trong nửa tháng này, hơn 30 người thợ của chúng tôi đã cùng nhau gấp rút thực hiện toàn bộ trang phục. Nhân viên Leo cho biết, bởi vì quen biết với Lâm Tử Lạp nên anh ta nói chuyện gần gũi hơn. Bà William còn gửi cho cô một bức thư. Lâm Tử Lạp nhận một phong thư bằng giấy màu vàng. Bà William không biết chữ Hán, trên phong bì viết chữ nước A. Tuy nhiên, Lâm Tử Lạp đã ở nước A nhiều năm nên đã thành thục tiếng nước A, như tiếng mẹ đẻ. Nhưng cô ấy không xé nó ra ngay lập tức. Thay vào đó, cô nhìn vào chiếc váy cưới, bởi vì nó được xếp trong một chiếc hộp chuyên đựng váy cưới, nên cô không thể nhìn ra hình dáng của nó. Tân Na rất muốn nhìn bộ dạng mặc váy cưới của Lâm Tử Lạp, chị thử mặc vào xem có thích hợp hay không đi. Lâm Tử Lạp nhìn cô, chắc sẽ rất hợp. Cô đã ở Leo nhiều năm như vậy, bà William biết rất rõ dáng người của cô và cũng đã quen với sở thích của cô rồi. Ôi chao, bọn con muốn xem mẹ mặc váy cưới như thế nào, mẹ hãy mặc thử đi. Lâm Huệ Tinh kéo váy Lâm Tử Lạp ngõng nhẽo mẹ ơi mẹ mặc váy cưới chắc chắn trông rất đẹp mẹ mặc thử một chút đi mẹ ơi mẹ thử đi ạ lâm tinh tuyệt cũng đang rất mong chờ chị ơi chị thử đi em cũng muốn xem diêu thanh thanh nói lâm tử lạp bất lực nói cô sẽ làm họ thất vọng nếu không thử váy cưới mất vì vậy cô gật đầu và nói được rồi tần nhã nhận lấy hộp nói để em đi giúp chị lâm tử lạp đi đến phòng của tân na để thử váy cưới tân na đóng rèm cửa và nói cậu cởi quần áo ra đi bọn họ đã từng sống chung và thân thiết với nhau nên lâm tử lạp không hề cảm thấy xấu hổ ngoài nội y thì chỉ có chiếc váy dài này nên rất dễ cởi ra tần nhã cầm váy cưới quay lại liền thấy trên người cô chỉ mặc một bộ nội y cô rất trắng là loại trắng phát sáng dưới ánh đèn ngoại trừ cái bụng hơi nhô ra trên cánh tay và đùi cũng không có chút mỡ thừa đường nét thon thả cùng khuôn ngực trắng trắng tròn tròn như chiếc bánh bao có thể nhìn thấy dáng người quyến rũ ngay cả khi cô đang mặc đồ lót bờ mông cong và tròn dáng người hoàn hảo, thậm chí vòng eo cũng không có thịt thừa do mang thai. Cô cầm váy cưới mặc đến, thảo nào chồng chị lại yêu chị đến vậy. Lâm tử lạp nhìn cô không nói nên lời, em nói cái gì đấy hả? Tần nhã ghé vào lỗ tai của cô, em nói dáng người chị thật đẹp, đã mang thai rồi mà vẫn khiến người khác có ý tứ, em là... Phụ nữ còn thích nói gì đến đàn ông? Lâm tử lạp, váy cưới được thiết kế trễ vai, phần tả váy xòe rộng chiếm cả căn phòng. Vì cô đang mang thai nên không thiết kế kiểu dáng làm tôn lên vóc dáng mà chú trọng vào sự lộng lẫy. Bên dưới eo và bụng là những lớp ren che đi phần bụng nhô lên, viền được điểm xuyết những hoa văn tinh xảo bằng chất liệu sa tanh mềm mại, không có trang trí thừa, đơn giản mà rất tinh tế, lấp lánh sang trọng và tao nhã. Nhìn thật là đẹp, màu trắng rất hợp với chị, bộ váy lại vừa vặn với dáng người chị. Tần nhã ánh mắt sáng người nhìn cô, mau ra ngoài cho con trai và con gái cậu chiêm ngưỡng đi. Lâm Tử Lạp nhìn xuống váy cưới trên người, trong lòng đột nhiên xuất hiện tâm trạng phức tạp khi sắp kết hôn. Chương 1123. Cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ mặc lên người chiếc váy cưới. Tuy nhiên, cô nghĩ bản thân cùng với một người vốn dĩ nghĩ là sẽ tuyệt đối không thể nào bên nhau, nhưng cuối cùng lại ở bên nhau rồi, hơn nữa còn cùng nhau sinh con đẻ cái. Đây là câu trả lời cho câu nói thế giới khó có thể thể đoán trước được. Tần Nhã đi tới trước mở cửa, sau đó trở lại giúp cô ôm tà váy, tà váy quá lớn có chút khó khăn khi ra khỏi cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang, muốn xem bộ váy lộng lẫy đến mức nào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lâm Tử Lạp trong chiếc váy cưới không hề gây thất vọng, chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy, dịu dàng trang nhã, điềm đạm lại rất xinh đẹp. Bạch Dận Ninh nhìn cô đi ra phòng, như thể đang tưởng tượng rằng cô đang đi về phía anh, trong mắt anh không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Diêu Thanh Thanh ánh mắt không để ý tới anh mà đang chăm chú ngắm nhìn Lâm Tử Lạp, bởi vì cô quá xinh đẹp lấn át hết mọi người và cảnh vật xung quanh tuy nhiên trình dục ôn nhận thấy anh ta có vẻ mặt rất lạ khi vừa mới biết lâm tử lạp và tông triển bạch sẽ tổ chức đám cưới anh ta không khỏi vô ý thất thần liền phỏng đoán thật bất ngờ khi anh ta thật sự thích lâm tử lạp nếu không tại sao lại có biểu hiện như vậy mẹ thật đẹp lâm huệ tinh vội vàng chạy tới sờ vào chiếc váy cưới khi nào thì con mới có thể mặc nó một câu nói khiến mọi người bật cười vì chiếc váy cưới vừa vặn nên hai chiếc váy còn lại không cần thiết phải mặc thử nữa kích thước rất chính xác và vừa vặn lâm tử lạp đã thay váy cưới ra và cất lại vào hộp mọi thứ được cất tạm trong phòng làm việc các phòng ở tầng dưới đều có người ở cả rồi lên tầng trên thì phiền phức quá tân na đi tiễn người tới đưa đồ rồi cùng người của leo nói vài câu lợi dụng lúc vắng vẻ lâm huệ tinh kéo diêu thanh thanh đi nói chuyện trình dục ôn gọi bạch dận ninh sang một bên cậu thích ngôn ngôn bạch dận ninh phủ nhận tôi có vợ rồi anh không muốn gây rắc rối cho người khác nếu đã không có duyên phận thì anh cũng không cưỡng cầu trình dục ôn nhìn anh một lúc như thể đang cân nhắc xem lời anh nói là thật hay là giả tôi hy vọng anh có thể nhớ lời mình đã nói anh đã có vợ rồi trình dục ôn không muốn anh ngấp nghé vợ của cháu trai mình hơn nữa lâm tử lạp còn là học trò của anh ta lâm tinh tuyệt luôn nắm tay lâm tử lạp sợ rằng một khi buông tay thì người sẽ bỏ chạy nhưng cô vẫn thở dài xúc động thật tiếc khi chồng mẹ không nhìn thấy mẹ mặc váy cưới lâm tử lạp gõ đầu của cô con nói cái gì đó hả anh ấy không phải là chồng mẹ sao lâm tinh tuyệt sợ cô đánh mình nên bỏ chạy cô thở dài đứa nhỏ càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi vì bạch dận ninh quyết định dự đám cưới của lâm tử lạp nên vài ngày sau anh mới trở về bạch thành buổi chiều anh ta cũng ở lại biệt thự một lúc rồi rời đi có quá nhiều người ở đây anh không tìm thấy cơ hội nói chuyện riêng với lâm tử lạp lâm tử lạp cũng cố ý tránh nghi ngờ và không liên lạc với anh ta cô không thể cách nào hiểu hết mà lại phải tỏ ra giả vờ không rõ cô biết rõ tâm tư của anh mà vẫn liên lạc với anh dù gì thì ai cũng đã có gia đình riêng, nên càng xa cách càng tốt. Hơn nữa, Diêu Thanh Thanh là một người đơn giản như vậy, cô không muốn bạch giận. Ninh làm tổn thương cô ấy. Hôm đó Tông Triển Bạch vẫn chưa về, khi màn đêm yên tĩnh buông xuống cô cảm thấy vô cùng nhớ anh. Cô nằm trên giường nghĩ đến bức thư của bà William gửi cho mình, cô lấy nó ra và xé phong thư ra. Cô đã rất quen thuộc với chữ viết tay của bà William, khi bức thư được mở ra, chữ viết bên trong ngay lập tức hiện ra cô dựa nửa người vào đầu giường đọc nội dung bên trong thư lâm đã lâu rồi không gặp lại con cô cảm thấy thời gian trôi thật nhanh nhưng trong đầu cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ khi con mới bước vào leo vậy mà đã rất nhiều năm trôi qua rồi nhưng dường như chỉ trong chớp mắt con cũng tìm được bến đậu của đời mình chúc mừng con nhé tông là một người đàn ông tốt nên cô cảm thấy vui cho con cô đã tự mình thiết kế bộ váy cưới này và mong rằng con sẽ thích nó nếu không phải tuổi tác đã cao và sức khỏe cũng đã yêu cô chắc chắn sẽ đến tham dự hôn lễ của con. Mong rằng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt. Chúc con tân hôn vui vẻ. Nhìn bức thư, Lâm Tử Lạp nhớ tới khi mình mới đến Leo, bởi vì bà William đã cho cô cơ hội nên cô nghĩ mình sẽ ở lại Leo mãi mãi, nhưng không hề nghĩ tới mình chẳng những về nước mà còn mở studio riêng của chính mình. Chương 1124. Nhưng cô tưởng rằng cô sẽ không có được tình yêu và hạnh phúc, nhưng nay lại sắp bước vào cung điện của hôn nhân. Thật sự có quá nhiều điều bất ngờ cô gấp lại lá thư và nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt của Tông Triển Bạch bất giác hiện lên trước mắt cô, cô chợt cảm thấy rất nhớ anh, cũng không biết khi nào anh mới có thể quay lại, để không gây phiền phức thêm cho anh cô đã không liên lạc với anh. Hôm nay bỗng nhiên cực kỳ muốn gọi cho anh dẫu kìm nén thế nào cũng không được. Cô cầm điện thoại và vuốt màn hình tìm số điện thoại của Tông Triển Bạch, rồi do dự một lúc, đành định bấm gọi thì di động đột nhiên vang lên. Hiển thị trên màn hình lại chính là số điện thoại mà cô muốn gọi. Cô gần như không hề do dự và lập tức nhận điện thoại. Alo, mấy ngày nay Tông Triển Bạch rất bận, anh đã làm quen với các quan chức cùng thời với ông cố nhờ vào mối quan hệ của Thiệu Vân. Cũng nắm được rất nhiều tin tức phạm tội trước đây của ông cố từ nơi này. Sau khi biết rõ tường tận chân tướng của sự việc, anh cử người đến đó để xác minh và tìm chứng cứ và người xác thực. Trước khi sự việc được vạch trần anh, cũng đã tự mình đến đó một chuyến vì sợ sẽ xảy ra sai lầm. Anh không để Thiệu Vân dính líu đến chuyện này mà chỉ dựa vào mối quan hệ của anh ta để tìm hiểu một số sự việc được che giấu kín kẽ trong quá khứ phần còn lại đều do anh thực hiện một bên đưa tất cả các nạn nhân đến thành phố b một bên liên hệ với các phương tiện truyền thông nổi tiếng nhờ vào các mối quan hệ của mình nhưng anh lại không tìm người tiếp nhận vụ án này mà để cho truyền thông vạch trần khiến cho sự việc có thể nháo lớn hơn và tạo sức ép cho phía chính phủ con người thường hay nghiêng về phía kẻ yếu phần lớn những người đến đây đều là người già và trẻ em chắc chắn tấm lòng của mọi người sẽ thiên vị cho họ bên trên không thể không đưa ra một lời giải thích cho công chúng. Cùng lúc đó, sự việc của cố bác lại nổ ra và đã xôn xao đến không thể ngăn cản được. Tuy rằng anh không còn làm quan nữa nhưng lại rất rõ lòng người, dù ở vị trí nào đều sẽ có người đố kỵ, và chỉ cần một chút sai lầm nhỏ nhất định sẽ có người thêm gió quạt lửa. Mọi việc đang diễn ra rất xôn sẻ đúng như anh dự đoán, hơn nữa bên trên còn rất coi trọng. Theo như anh được biết thì bên trên đã thành lập một tổ chuyên án, một khi có được bằng chứng xác thực chắc chắn sẽ tiến hành xét xử sự việc vốn là sự thật chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Để giữ được sức nóng, anh để cho quan kình mướn thủy quân ở trên mạng không ngừng tung tin nóng, và tạo chủ đề trên mạng làm cho độ hát không bị giảm, và khiến càng nhiều người biết đến hơn. Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với người phụ trách của hai hãng truyền thông lớn, anh vội vã quay về biệt thự. Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở bên ngoài bận rộn không có thời gian trở về, hôm nay cũng coi như kết thúc rồi nên chỉ cần chú ý hướng đi sau này. Anh đỗ xe và đang định bước vào nhà thì bỗng nhiên rất muốn biết Lâm Tử Lạp có nhớ mình hay không? Mấy ngày nay cô ấy đều không có liên lạc với anh. Anh dựa vào cửa xe và gọi đến số của cô. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là điện thoại vừa gọi đã có người tiếp ngay lập tức. Trong lòng không khỏi sừng sốt một chút nhưng anh phản ứng lại rất nhanh. Em đang xem điện thoại phải không? Không thì làm sao lại nhận nhanh như vậy? Lâm, tử lạp ừ một tiếng rồi hỏi lại, anh có khỏe không? Cô vốn muốn nói rằng em rất nhớ anh nên muốn gọi điện cho anh. Tông triển bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay thời tiết rất đẹp có rất nhiều ngôi sao, anh cong môi, có nhớ anh không? Lâm tử lạp xuống giường đi tới chiếc ghế sofa đơn trước cửa sổ và ngồi xuống, hơi ngả về phía sau và nói, em nhớ anh, anh có thể lập tức xuất hiện trước mặt của em được không? Hay là anh cầu xin ông trời một điều ước, để ông đưa anh đến bên cạnh em ngay bây giờ được không? Lâm tử lạp mỉm cười, vậy thì anh xin đi. Nhưng em vẫn còn chưa nói nhớ anh thì làm sao anh có thể cầu nguyện được chứ? Tông triển bạch khẽ cười, anh chính là muốn nghe thấy cô nói rất nhớ mình. Lâm Tử Lạp cũng không che giấu lòng mình và dịu dàng nói, em nhớ anh, rất nhớ. Vậy thì anh sẽ cầu xin ông trời ngay bây giờ. Anh quay người bước vào nhà nhưng không có bấm chuông cửa mà mở mật mã của biệt thự. Lúc này mọi người dường như đều đã đi nghỉ, trong phòng khách chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo và rất yên tĩnh. Anh thay dép rồi bước lên cầu thang, động tác rất nhẹ nhàng sợ quay dây mọi người trong gia đình. Em đếm từ 1 đến 10 để xem ông trời có thể đưa anh đến trước mặt của em, hay không? Lâm Tử Lạc khỏi khỏi cảm thấy buồn cười, anh vẫn còn tin ông trời à? Người không có tín ngưỡng sẽ không có linh hồn, em mau đếm đi. Lâm Tử Lạp cảm thấy lúc này anh thật trẻ con và rất đáng yêu. Vậy em đếm nhé. Chương 1125. Ừ. Sau khi Lâm Tử Lạp nói một tiếng vâng liền đếm số, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Cạch. Khi tiếng cô đếm đến con số cuối cùng vừa kết thúc thì cửa phòng bỗng vang lên, dây tiếp theo cánh cửa được đẩy ra cô quay đầu nhìn sang dưới ánh đèn mờ ảo cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn và khuôn mặt với những đường nét mơ hồ mà cô mong nhớ cảnh hạo giọng nói khẽ run lên và không dám tin anh thật sự xuất hiện tông triển bạch mỉm cười là anh anh chưa kịp nói hết lời thì lâm tử lạp đã chạy tới ôm lấy anh vùi đầu vào trong lòng anh mấy ngày nay em rất lo lắng cho anh tông triển bạch cúi đầu hôn lên chán cô sao không gọi điện cho anh hả em sợ làm phiền và khiến anh mất tập trung lâm tử lạp ngẩng đầu và chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh dưới ánh đèn mở và hỏi anh có nhớ em không nhớ lâm tử lạp mím môi em cũng vậy nói xong kiễng chân hôn lên đôi môi anh tông triển bạch ôm lấy vòng eo của cô và đáp lại hôm nay lâm tử lạp rất nhiệt tình tông triển bạch nói anh đi tắm cái đã mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi vẫn luôn ở bên ngoài lâm tử lạp ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt, nhạt trên người anh nhưng cô lại không cảm thấy khó ngửi cô cười và nói em không ghét bỏ anh bất kể là dáng vẻ gì đi chăng nữa dù có dâu mọc lởm chởm ăn mặc lôi thôi cũng đều không sao em vẫn thích anh như cũ em không biết sức kháng cự của anh với em rất thấp hay không em như vậy sẽ khiến anh cảm thấy em đang quyến rũ anh đó tông triển bạch vuốt ve khuôn mặt cô ngón tay lướt qua đôi tai và nhẹ nhàng xoa cổ của cô lâm tử lạc vươn tay cởi cúc áo cho anh vậy anh muốn làm thế nào anh cúi đầu nhìn tay của cô rồi kề môi sát vào bên tai cô khẽ thì thầm ôm em lên giường dán sát vào cô với khoảng cách gần như vậy anh có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô rất dễ ngửi giống như một món ngon đang tỏa hương hấp dẫn khiến người ta phải thèm muốn nghĩ như nào thì anh cũng làm đúng như vậy ôm eo cô rồi bế lên đặt nằm thẳng trên giường nhưng lâm tử lạp lại không thành thật mà đứng dậy đẩy anh ra và ngồi lên đùi rồi nằm bò trên người anh cứ để em ôm anh như vậy tông triển bạch nhưng anh muốn không chỉ là một cái ôm vợ à giọng nói của anh có chút khàn lâm tử lạp ử một tiếng và hỏi anh làm gì vậy? Em định ôm anh như vậy sao? Tông triển bạch chớp mắt, hàng mi dày khẽ rung động và trong mắt ẩn dấu ngọn lửa rực sáng. Anh không thích em ôm anh sao? Lâm tử lạp có ý giả bộ không hiểu ý của anh. Tông triển bạch vòng lấy eo cô nhưng cũng không dám dùng quá sức chỉ nhẹ nhàng ôm lấy. Chúng mình làm chuyện khác đi. Lâm tử lạp hỏi, làm cái gì cơ? Làm chuyện mà những cặp vợ chồng đều thích ý. Anh vuốt ve eo cô qua lớp vải mỏng manh. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu lên và nói: Em thích dáng vẻ anh đứng đắn hơn cơ. Tông Triển Bạch rõ ràng là cô dụ dỗ anh trước, xong việc rồi bây giờ lại không cho người ta động, cố ý làm anh khó chịu phải không? Và lại chuyện vợ chồng nên làm không phải là chuyện đứng đắn hay sao? Lâm Tử Lạp đứng dậy và ngồi sang một bên, anh mau đi tắm và đi ngủ thôi. Tông Triển Bạch nằm xuống không muốn dậy mà thản nhiên nói: Em không phải nói không ghét bỏ mùi mồ hôi trên người anh hay sao? Chương 1126 nếu như anh không thấy khó chịu có thể nằm ngủ ở trên giường thì em cũng không ghét bỏ lâm tử lạp kéo chiếc chăn mỏng đang bị anh đè ở phía dưới rồi chuẩn bị đi ngủ tông triển bạch ngồi dậy liếc nhìn cô anh ngủ không được chắc chắn không phải vì chưa tắm lâm tử lạp giả bộ không nghe thấy và nói với anh tông khởi phong và trình dục ôn đến rồi tông triển bạch ử một tiếng rồi đứng dậy đi tắm lâm tử lạp vẫn chưa ngủ mà chờ anh ra khoảng nửa giờ sau cánh cửa phòng tắm bật mở trên người của tông triển bạch quấn một chiếc khăn tắm màu trắng lâm tử lạp đi xuống giúp anh lấy quần áo tông triển bạch từ chối anh không mặc lâm tử lạp nhìn anh từ trên xuống dưới anh định cứ ngủ như vậy sao tông triển bạch gật đầu lâm tử lạp anh chuẩn bị không cần mặt mũi hay sao người đàn ông này thật là thật không có cách gì với anh ấy từ bao giờ mà anh cần mặt mũi ở trước mặt của em cơ chứ vừa nói vừa đưa tay ra vuốt ve bụng của cô nếu anh cần mặt mũi thì em làm sao có thể mang thai được lâm tử lạp cô ném bộ đồ ngủ lên trên giường, kệ anh có thích mặc hay không. Nói xong cô ngồi lên giường vẻ mặt lạnh lùng giả bộ tức giận. Tông triển bạch đi tới và cúi đầu nhìn cô, em giận rồi à. Lâm tử lạp quay đầu đi và tiếp tục im lặng. Được rồi, để anh mặc. Tông triển bạch cầm lấy bộ đồ ngủ rồi đứng trước mặt cô, em lấy khăn tắm xuống giúp anh nhé. Lâm tử lạp, anh không biết xấu hổ ưm. Cô chưa kịp nói hết lời thì anh đã dùng miệng ngăn cô lại. Tông triển bạch hôn cô một cách nhẹ nhàng và hỏi, giận thật đấy à? lâm tử lạp mở miệng nếu em nói thật anh có dỗ em vui vẻ hay không anh nói mà không một chút do dự sẽ không đợi lâm tử lạp đáp lại anh đã đi đến trước tủ quần áo và lấy váy ngủ của cô ra lâm tử lạp khó hiểu nhìn anh và hỏi anh lấy váy ngủ của em ra làm gì anh mặc lâm tử lạp không thể tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc váy ngủ hai giây sẽ như thế nào nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười bất giác nhoẻn cười đừng nháo nữa làm hỏng của em mất em cười rồi tông triển bạch bước tới Lâm Tử Lạp vứt chiếc váy ngủ trong tay anh ra, em có tức giận đâu. Vậy sao phải lừa anh chứ? Tông triển bạch nhướng mày. Lâm Tử Lạp vội vàng giải thích, em không phải cố ý lừa anh, là anh, anh mặc kệ anh phải trừng phạt em. Anh ôm người cuốn vào trong chăn rồi nhanh chóng cởi và ném váy ngủ trên người cô ra. Lâm Tử Lạp cắn môi dưới dính sát vào cơ thể nóng bỏng của anh. Vì cô đang mang thai nên anh rất kiềm chế. Đêm dài đằng đẵng, trong phòng tình nồng vấn vương và quyến luyến không thôi. Buổi sáng thần hy từ từ kéo tấm rèm che ra, ánh nắng hè luôn ló dạng từ rất sớm ùa vào trong phòng qua những khe hở của tấm rèm. Lâm Tử Lạp đã dậy từ lâu, trong nhà người nhiều, là bà chủ của gia đình nên không thể dậy muộn, mặc dù Tông Triển Bạch không nhắc tới những chuyện đã xảy ra, nhưng cô biết mấy ngày nay anh chắc hẳn rất mệt mỏi, cho nên khi tỉnh dậy rất nhẹ nhàng sợ đánh thức anh cũng muốn cho anh ngủ thêm một chút. Chương 1127. Bây giờ Vũ Vu đã nghỉ việc ở nhà bếp nên bữa sáng là do dì Vương làm còn Vũ Vu phụ trách một số việc nhà. Hôm nay Lâm Tử Lạp cũng phụ giúp việc bếp núc, người trong nhà đông hơn nên cần phải chuẩn bị thức ăn nhiều hơn, nếu chỉ có một người chuẩn bị thì sẽ rất bận. Khi đồng hồ chỉ 7 giờ đúng, bữa sáng gần như đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người lần lượt rời giường, mỗi lần đều là Tông Ngôn Hy dậy muộn nhất, cô bé có chút thích ngủ nướng. Lâm Tử Lạp bước ra, nhưng không nhìn thấy Tông Triển Bạch nên nghĩ rằng có lẽ anh vẫn chưa dậy, tối hôm qua anh ngủ rất say, mấy ngày nay anh ấy chắc hẳn nghỉ ngơi không đủ ở bên ngoài cô đi xem con gái vẫn đang lười biếng uể oải nằm trên giường không chịu dậy mái tóc xoa tung dậy ăn cơm thôi con lâm tử lạp tìm quần áo giúp cô bé và đặt ở trên giường dậy đi nào mẹ mặc quần áo cho con con không mặc cũng không muốn ăn nói xong vùi đầu vào trong chăn không ra lâm tử lạp đi tới kéo chăn càng khiến cô bé quấn lấy chăn chặt hơn lâm tinh tuyệt đứng ở cạnh cửa mẹ đừng gọi em ấy nữa đợi chút nữa đói bụng không cần gọi cũng sẽ tự dậy cô quay đầu nhìn con trai, con đã đánh răng rửa mặt chưa? Lâm Tinh Tuyệt gật đầu. Lâm Tử Lạc cảm thấy không có cách nào với con gái nên để cho cô bé ngủ tiếp. Cô đi ra khỏi phòng và đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, rồi nhìn thấy người trên giường vẫn đang say giấc, cô không có gọi anh dậy ngay, mà đi vào phòng tắm lấy quần áo anh đã thay ra phân loại và thu dọn, bộ vét cần phải đưa đi giặt khô, quần áo bên trong giặt ở nhà. Tông triển bạch tỉnh lại cũng không có ngủ tiếp nhưng không dậy, mấy ngày nay thật sự không ngủ được nhiều, tối hôm qua ngủ rất ngon, khi nghe thấy tiếng cửa mở anh cho rằng cô sẽ gọi mình dậy, kết quả không nghe thấy tiếng của cô. Anh rời giường và đi đến trước cửa phòng tắm, nhìn thấy cô đang lau dọn bồn rửa mặt, anh đi vào và ôm lấy cô từ phía sau, những việc này để người giúp việc làm đi hoặc để vú vu, vu làm cũng được. Nhà mình bây giờ đông người, bà ấy cũng rất bận, phòng lại lớn như vậy mỗi ngày đều phải trả lau nếu không sẽ có bụi, các phòng ở trên dưới lầu đều phải dọn dẹp, hơn nữa làm chút việc cũng tốt, em cũng cần phải vận động một chút không thì đến lúc đó lại khó sinh. Cô quay đầu nhìn anh, sao anh không ngủ thêm một chút nữa đi, em thấy anh ngủ rất say nên không gọi. Cầm của Tông Triển Bạch đè lên vai cô, anh đã ngủ đủ rồi, có cần anh lại tìm thêm người giúp việc nữa hay không? Không cần đâu, hôm nay anh không phải ra ngoài à? Lâm Tử Lạp hỏi. Hai người giúp việc đã đủ rồi. Trong nhà có quá nhiều người ngoài cũng không tiện, với lại không phải người nào cũng thích hợp. Lát anh phải đi nhưng muộn một chút cũng không sao. Anh cầm chiếc rẻ lau trên tay cô, anh giúp em lau, Lâm Tử Lạp không đưa cho anh, em không cho lau, anh rửa mặt trước đi, cơm sáng em đã chuẩn bị xong rồi. Anh trở về cũng phải chào hỏi ba và cậu một tiếng chứ, không thể vẫn luôn ở trên lầu được. Tông triển bạch hôn lên má cô và nói, anh đều nghe em hết. Anh đánh răng rửa mặt, còn Lâm Tử Lạp bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này di động của Tông triển bạch vang lên, cô cầm lấy và thấy bên trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Cô không có nghe máy mà cầm đi tới cửa phòng tắm và đưa cho anh, di động của anh kêu này tông triển bạch đang rửa mặt và nói em nghe giúp anh đi lâm tử lạp nhấn nút trả lời và nghe điện thoại lâm tử lạp tiếp điện thoại alo đầu dây bên kia nghe thấy giọng của phụ nữ thì lập tức cúp máy lâm tử lạp nhìn điện thoại nghi hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra tống cảnh hạo rửa mặt bớt thời gian liếc cô một cái ai gọi đến vậy lâm tử lạp lắc đầu em cũng không biết vừa nghe điện thoại thì bên kia đã tắt luôn mà không nói tiếng nào tổng cảnh hạo cũng không để ý chắc là gọi nhầm số Lâm Tử Lạp cũng không biết, cô cảm thấy giống như gọi nhầm số, hình như vì nghe thấy giọng của cô nên mới cúp điện thoại. Tuy nhiên cô cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Em đã làm xong bữa sáng rồi, anh rửa mặt xong thì xuống ăn nhé. Lâm Tử Lạp đặt điện thoại di động của anh lên bồn rửa mặt rồi xoay người đi ra ngoài. Chương 1128. Lâm Huệ Tinh ló đầu ra, cô bé mặc áo ngủ đứng ở cửa, ngẩng mặt hỏi, "Mẹ, hình như con nghe thấy tiếng của ba, ba đã về rồi ạ?" Lâm Tử Lạp nói, con đi thay quần áo đi rửa mặt sạch sẽ rồi mẹ sẽ nói cho ba ơi lâm tử lạp còn chưa nói xong cô đã thấy tông triển bạch đi ra khỏi toilet lâm huệ tinh lập tức chạy qua người cô chạy tới ôm lấy chân tông triển bạch ngẩng đầu nói ba ba về khi nào vậy tông triển bạch cúi người ôm con gái lên ba ôm xem con gái của ba có nặng hơn không nào có nặng không ạ lâm huệ tinh ôm cổ anh ta hỏi nặng cô bé thích ăn cũng thích ngủ Cơ thể nặng thêm không ít, không phải là rất béo nhưng cũng nặng hơn trước kia, tuy nên cũng cao hơn trước kia khá nhiều. Vóc dáng có phần giống với dáng vẻ học sinh tiểu học. Lâm Huệ Tinh lắc lắc, "Ba về khi nào vậy ạ?" "Đêm qua ba về." Tông Triển Bạch trả lời, ba đưa con đi rửa mặt. Lâm Huệ Tinh cười hì hì nói, "Vâng, được ba rửa mặt đánh răng cho, rất hạnh phúc nha." Tông Triển Bạch ôm cô bé đi tới, lúc đi ngang qua Lâm Tử Lạp, cô bé đắc ý nói, "Mẹ, ba rửa mặt cho con nè." Lâm Tử Lạp quả thật không có cách nào với cô bé, bè nâng tay vỗ mông cô bé mấy cái, con đúng là đồ lười biếng. Lười thực sự. Lâm Huệ Tinh cũng không tức giận mà cười ha ha. Em đi xuống trước đây. Lâm Tử Lạp nói với Tông Triển Bạch. Anh ta từ một tiếng rồi ôm con gái vào toilet. Lâm Tử Lạp kêu gì vương mang bữa sáng lên, tất cả mọi người đều dậy rồi, cũng đã đến lúc nên ăn sáng. Bữa sáng được đặt lên bàn, mọi người lục tục ngồi xuống trước bàn ăn, lúc chuẩn bị ăn cơm, tông cảm hạo nắm tay dắt con gái đi xuống. a, à, ba về từ lúc nào vậy ạ? lâm tinh tuyệt hỏi. đây cũng là vấn đề mà mọi người muốn hỏi. tông triển bạch đặt con gái xuống ghế, nói tối hôm qua, anh ngồi xuống ghế bên cạnh con gái, sau đó chào hỏi tông khải phong và trình dục ôn. có một số việc cho nên mấy ngày nay con không về được. hai ông bà đều hiểu được nên không hỏi nhiều, không giúp được gì, cũng không thể gây thêm phiền toái. tông khải phong vẫn rất tin tưởng đứa con của mình mặc kệ tông triển bạch làm gì thì nhất định đã suy nghĩ rất kỹ sẽ không tùy tiện làm những chuyện không rõ ràng có gì cần hỗ trợ thì con cứ nói một tiếng tuy rằng tông khải phong nhiều năm không qua lại với bên ngoài nhưng mối quan hệ tích lũy từ trước kia vẫn còn vì có liên quan đến trình dục tú nên quan hệ giữa ông và tông khải phong vẫn không tốt hơn gặp phải việc khó cũng chưa từng đi tìm ông hiện tại chân tướng đã rõ ràng ông hy vọng bọn họ có thể ở chung như ba con của những gia đình bình thường tông triển bạch nói nếu cần thì sẽ tìm ông nếu con vội thì giao hôn lễ cho mẹ và ba con xử lý đi trình dục ôn nói biết anh ta vội chuyện hôn lễ khá nhiều chuyện cần xử lý nên vẫn cần có người nhìn tông triển bạch tự nhiên sẽ cho trình dục ôn mặt mũi anh ta chỉ có một yêu cầu đối với hôn lễ đó là phải long trọng anh ta muốn cho mọi người biết anh ta kết hôn lâm tử lạp là vợ của anh ta con yêu tâm đi trình dục ôn cam đoan ba mẹ nhất định sẽ làm tốt ăn bữa sáng xong tông triển bạch đi lên tầng thay quần áo Lâm Tử Lạp sửa lại cửa áo cho anh ta, có phải rất phô trương không? Anh ta rũ mắt, cái gì? Hôn lễ đó, những đồ trang sức kia quá bắt mắt, đều đưa đến đây hết rồi. À, anh ta hỏi. Chương 1129. Lâm Tử Lạp gật đầu. Ở trong mắt anh, không có châu báu nào xứng với em cả, em mới là chói mắt nhất. Anh nắm lấy tay cô. Lâm Tử Lạp cười, không có một người phụ nữ nào không thích người đàn ông của mình nói lời dễ nghe, về mình, cô cũng như vậy trên mặt lại hiện ra vẻ ngạo kiều sao anh cũng nói lời ngon tiếng ngọt có phải ở bên ngoài đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi không đối xử tốt với cô ấy mà còn sai rồi sao anh đây một ngày bị đánh ba lần như vậy mới có thể chứng minh anh yêu em lâm tử lạp rút tay ra đeo cả vạt lên cổ anh anh tự làm đi tông triển bạch ôm người không buông em đánh anh ba cái được không lâm tử lạp chừng anh ta em lại không đánh được anh anh khỏe hơn em nhiều tông triển bạch cắn nhẹ lỗ tai của cô anh để cho em đánh cô cảm thấy rất ngứa lâm tử lạp tránh đi anh đừng náo loạn vậy em giúp anh lâm tử lạp ử ừ một tiếng lúc đeo cả vạt vẫn không nhịn được dặn anh ta một câu anh nhớ chú ý an toàn con thỏ nóng này còn có thể cắn người huống chi là người nếu biết tất cả chuyện lần này đều là do anh làm nói không chừng còn làm liều trả thù tông triển bạch ử ừ nhẹ một tiếng sửa lại quần áo cho anh xong lâm tử lạp đưa anh tận ra cửa em ở nhà chờ anh nhớ về sớm một chút nhé Tông Triển Bạch cười khẽ, anh không muốn đi nữa rồi. Anh muốn ở lại nhà cùng cô, nhưng mọi việc còn chưa giải quyết hoàn toàn, làm sao có thể cho cô một gia đình an ổn. Anh đi đây. Lâm Tử Lạp nhìn anh ta rời đi. Tuy rằng Thẩm Bồi Xuyên không tham dự chuyện lần này, nhưng cũng biết là do Tông Triển Bạch làm. Ngày hôm qua anh ta đã gọi điện thoại cho Tông Triển Bạch, biết Tông Triển Bạch có thời gian rảnh, bèn hẹn gặp mặt. Không hẹn gặp bên ngoài mà hẹn gặp ở công ty. Khi Tông Triển Bạch đến, anh ta và Tô Trạm đã ngồi chờ ở đó rồi. Tô chạm kích động, thật sự là sảng khoái tâm tình, không nghĩ tới ông lão cố từng làm chuyện táng tận lương tâm như vậy đâu đấy. Nhìn thấy tin tức cố Bắc bị bắt đi, thiếu chút nữa là anh vỗ tay khen ngợi, người như vậy không nên sống trên đời này. Thẩm Bồi xuyên đập anh một cái, cậu im lặng một chút đi. Tô chạm nhìn anh ta, tôi cũng chưa nói cái gì, vậy cậu không chê mỏi miệng thì cứ việc tiếp tục. Thẩm Bồi xuyên uống một ngụm nước. Tống Cảnh Hạo đi vào, Thẩm Bồi xuyên đặt chén trà xuống, vẫy tay bảo Tống Cảnh Hạo ngồi xuống sao không nói cho tôi biết, ít nhiều tôi cũng có thể giúp được một chút. Thẩm Bồi Xuyên nói. Tô Trạm nói tiếp, đúng vậy, chê năng lực của chúng tôi à. Đức tính này của anh, Tống Cảnh Hạo lười để ý đến anh. Hôm nay gặp mặt là do anh có chuyện muốn thương lượng với Thẩm Bồi Xuyên. Hiện tại nhà họ cố đã rơi vào khó khăn, tự thân cũng không bảo toàn được, căn bản không có thời gian quan tâm đến Thẩm Bồi Xuyên. Đây chính là cơ hội cho Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên làm việc luôn cẩn thận nên Tông Triển Bạch rất yên tâm, có việc thì cậu gọi tôi, anh ta nói biết rồi tôi đi trước nói xong anh ta lập tức đứng lên lúc này tiếng chuông di động cũng đồng thời vang lên anh ta nhìn tên người gọi thấy là số của văn phòng cục trưởng tống thì không nghe ngay mà nhìn về phía tông triển bạch là cục trưởng tống có thể là có việc tìm tôi tôi đi đây tông triển bạch gật đầu tô chạm nhìn thẩm bồi xuyên rời đi lại nhìn tông triển bạch các cậu nói xong rồi sao anh nghe mà không hiểu được gì thế nhưng không ai để ý đến anh cả Tông Triển Bạch đi đến trước bàn làm việc, nói với anh, sao cậu còn chưa đi? Chương 1130. Cứ ngồi ở đây không làm gì. Vợ tôi đều ở nhà cậu, tôi còn biết đi đâu. Đi đến nhà cậu à? Tô Trạm cũng đi đến trước bàn, nói, nói thật với cậu chuyện này. Tông Triển Bạch mở tài liệu cần ký tên ra, không ngừng đầu mà dùng ngữ khí thản nhiên nói, nói thật cái gì? Cậu làm gì để được chị dâu tha thứ vậy? Tô Trạm mở lớn mắt, anh đã sử dụng cả biện pháp nhẹ nhàng lẫn cứng rắn đối với tàn Nhã, nhưng Tần Nhã vẫn không thèm để ý đến anh. Một chút dấu hiệu buông lỏng cũng không có. Anh chỉ muốn theo đuổi vợ lại thôi mà, sao lại khó khăn như vậy? Quả thực còn khó hơn lên trời. Tông triển bạch rời mắt khỏi tài liệu, ngước mắt nhìn anh, lấy sự hấp dẫn nam tính của cậu ra. Tô chạm. Sự hấp dẫn nam tính là cái gì? Anh dựa gần lại, hỏi, cậu dạy tôi được không? Cậu đã ngu đến hết thuốc chữa rồi. Tông triển bạch không chút do dự hát cho anh một chậu nước lạnh. Tô chạm anh đứng thẳng dậy cười gượng một tiếng cậu đừng tưởng là tôi không biết cậu cũng mất không ít thời gian để dỗ dành chị dâu đâu tông triển bạch lạnh lùng liếc nhìn anh một cái vậy mà cậu còn hỏi tôi tô chạm bị chặn họng một lát sau mới cười ha ha nói không phải tôi sốt ruột à cậu giúp tôi đi cho tôi mấy ý kiến tông triển bạch nói không có thời gian tô chạm cậu không giúp tôi thì tôi đi tìm chị dâu nhờ cô ấy giúp tôi nói xong bèn đi ra ngoài cửa không phải anh thật sự muốn đi làm phiền lâm tử lạp chỉ là cố ý nói cho Tông Triển Bạch nghe được, anh còn không hiểu Tông Triển Bạch sao? Cậu ta chính là người đặt vợ vào trong mắt cũng không thấy đau. Làm sao có thể để mình đi tìm Lâm Tử Lạp, gây thêm phiền phức cho cô ấy? Anh cố ý đi chậm lại, vặn xoay cái tay nắm cửa. Đứng lại. Quả nhiên ngay khi anh còn chưa đi ra khỏi phòng, Tông Triển Bạch đã gọi anh lại. Anh lạnh mặt, quay đầu hỏi, làm gì? Tông Triển Bạch xoa xoa huyệt thái dương, anh ta thật sự không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ, đối với lâm tử lạp ban đầu anh cưỡng ép cô ở bên mình sau đó thời gian dần trôi đi mới chậm rãi bồi đắp tình cảm lại đây là cả một quá trình dài dường như tình cảm là phải trải qua một thời gian nào có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đều là nhìn thấy ưu khuyết điểm của đối phương rồi mới dần bị hấp dẫn tông triển bạch có thể không nhìn ra tâm tư của anh sao nhưng nếu không chọc thủng ngày nào cậu ta còn chưa theo đuổi được tần nhã thì ngày đó cậu ta còn lắc lư trước mặt mình như vậy không phải chuyện tốt mà tần nhã cứ tránh cậu ta mãi như vậy cũng không ổn. Nói đi, cậu muốn tôi làm cái gì? Tô chạm lập tức hắc hắc nở nụ cười, đi tới dựa vào bàn làm việc của Tông Triển Bạch, ghé mặt sát vào mặt anh ta. Tông Triển Bạch ngửa người ra sau, nói, cách tôi xa một chút. Nói chuyện thì cứ nói, dựa vào gần như vậy làm gì? Tô chạm chật một tiếng, nghĩ thầm trong lòng, ai muốn gần cậu? Tôi lại không thích đàn ông. Cậu nhờ chị dâu hẹn tần nhã ra ngoài, nhà cậu có nhiều người quá, tôi muốn nói cũng không thể nói được. Tôi muốn gặp cô ấy ở ngoài." Tô Trạm nói. Tông Triển Bạch nhìn anh, không đồng ý ngay lập tức mà suy nghĩ một hồi, có thể liên lụy đến Lâm Tử Lạp không? Nếu để Lâm Tử Lạp làm chuyện gì quá đáng, Tần Nhã sẽ giận Lâm Tử Lạp. Đây cũng không phải điều anh ta muốn nhìn. "Thấy, tôi gọi điện thoại hỏi thử đã." Chương 1131. Tông Triển Bạch cầm điện thoại lên, còn chưa tìm được số thì Tô Trạm đã vội vàng giữ lại, "Cậu nói xem Tần Nhã có thể đi gặp không?" "Đúng là không được cái gì." tông triển bạch đẩy tay anh ra tôi không gọi điện thoại thì sao có thể ra được tô chạm không hé răng phẫn nộ rút tay về tông triển bạch tiếp tục gọi cho lâm tử lạp tuy nhiên anh ta cũng nói một câu cho tô chạm khỏi hy vọng quá nhiều nếu lâm tử lạp không đồng ý thì anh sẽ không miễn cưỡng cô ấy không thể đắc tội vợ được tô chạm bĩu môi nghĩ thầm đúng là trọng sắc khinh bạn nhưng anh cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra anh sợ tông triển bạch không giúp mình nữa lâm tử lạp đang thảo luận với tần nhã về một kiểu thiết kế là đơn đặt hàng về váy cưới kiểu trung quốc yêu cầu dùng uyên ương làm chủ đề chính ý nghĩa của uyên ương rất tốt nhưng nếu theo lên váy cưới thì còn cần cân nhắc kỹ thiết kế như thế nào cũng là một vấn đề phải theo làm sao cho người nhìn hiểu được ý nghĩa của nó tần nhã muốn làm kiểu áo hai dây kèm áo khoác ở bên ngoài lâm tử lạp nhìn hình ảnh uyên ương xem mẫu nào hợp để thêu lên váy điện thoại di động để bên cạnh đột nhiên văng lên cô không xem tên người gọi mà bắt máy luôn Alo, em có tiện nói chuyện không? Giọng của Tông Triển Bạch truyền đến, anh vừa ra ngoài không bao lâu sao đã gọi về rồi. Lâm Tử Lạp giơ điện thoại ra trước mặt, đúng là số của anh, bèn đặt lại di động vào bên tai, có thể, anh nói đi. Tần Nhã ngồi ngay bên cạnh cô, ngay cả tiếng nói trong điện thoại cũng nghe được, bèn dựa đến gần bên tai Lâm Tử Lạp, nhỏ giọng nói, có phải chồng cậu muốn nói lời âu yếm với cậu không? Lâm Tử Lạp đẩy cô ra. Tần Nhã ồn ào với cô, ôm vai cô rồi ghé vào nghe xem tông triển bạch nói gì đương nên nếu nói chuyện tư mật không nên nghe thì tần nhã sẽ không nghe ban đầu cũng chỉ là đùa giỡn thế nhưng tần nhã lại nghe thấy tông triển bạch nói tô chạm đang ở chỗ anh lâm tử lạp nghe được tên tô chạm cũng không kiêng rè tần nhã mà hỏi luôn anh ấy ở chỗ anh làm gì cậu ta muốn gặp tần nhã lâm tử lạp nhìn về phía tần nhã lại nói vào điện thoại cho nên cậu ta muốn em hẹn tần nhã ra ngoài em cảm thấy có được không anh ta hỏi ý kiến lâm tử lạp dù sao quan hệ của hai người cũng rất tốt, anh ta không thể gạt Lâm Tử Lạp để cô hẹn Tần Nhã ra ngoài được. Lâm Tử Lạp đương nhiên cũng không thể tự quyết định, cô quay đầu hỏi ý kiến của Tần Nhã. Tần Nhã gật đầu, Lâm Tử Lạp mới dám trả lời, được. Vậy giữa chưa ăn cơm cùng nhau? Tông Triển Bạch hỏi. Vâng, anh tự chọn quán ăn đi. Lâm Tử Lạp nói. Bên kia nghe được câu trả lời của cô, chào một tiếng rồi cúp điện thoại, kết thúc cuộc gọi rồi, Lâm Tử Lạp quay ra nhìn Tần Nhã, cậu nghĩ thế nào? tần nhã suy nghĩ giây lát rồi nói tớ nghĩ thừa dịp này nói rõ ràng với anh ấy luôn cậu quyết định lâm tử lạp hỏi lại cô cảm giác bọn họ vẫn còn tình cảm với nhau bà nội anh ấy muốn được ôm cháu trai như vậy tớ lại không thể sinh con anh ấy cũng thích trẻ nhỏ nữa cho dù hiện tại ở bên nhau sau này cũng sẽ vì con cái mà không hòa thuận không bằng sớm chấm dứt luôn thái độ của tần nhã rất quả quyết cậu không thấy được à thật ra tô chạm rất yêu cậu đấy nếu không thì sẽ không theo đuổi mà không bỏ cậu nói lời lạnh nhạt thế nào anh ấy cũng không chịu buông tay có thể nhìn ra được sự quyết tâm của anh ấy không bằng cậu thẳng thắn với anh ấy đi xem anh ấy nghĩ thế nào rồi quyết định cũng chưa muộn tần nhã lắc đầu tớ không chấp nhận được tớ không thích bản thân mình như vậy cũng không chấp nhận chuyện hôn nhân bị thiếu hụt dù người khác có thế nào ở trong suy nghĩ của cô hai người yêu nhau mà không có con thì chính là không hoàn chỉnh tục ngữ có câu đứa con là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ có cái gì cái gì cũng không có Em muốn làm cái gì? Lâm Tử Lạp đã hiểu được dụng ý của cô, nhưng lại không dám xác nhận. Để khiến cho anh ấy chịu từ bỏ, thì chỉ có thể là em đã có người đàn ông khác mà thôi. Tần Nhã nói không chút kiêng rẻ. Trường 1132, Lâm Tử Lạp cho mày, có chút hoài nghi nhìn cô, sao em có thể dùng cách này được chứ? Em vẫn nên nói rõ với anh ấy thì hơn. Chị bảo em có thể nói với anh ấy bằng cách nào đây, nói rằng cơ thể này của em có khiếm khuyết hay sao? Tần Nhã cắt ngang lời của cô, nếu như có thể nói được ra những lời đó thì cô ấy đã nói từ lâu rồi Sẽ không đợi đến bây giờ Chú hai ở một mình, em cũng một mình Sống chung với nhau thực ra cũng không tệ Em nói thật không? Lâm tử lạc không dám tin vào tay mình Tần nhã gật đầu Đúng vậy, em sớm đã có suy nghĩ sẽ làm vậy rồi Chỉ là vết thương vẫn chưa lành Chú hai cũng không có ở đây Cho nên, đây quả thật là khiến người ta trở tay không kịp Làm cho cô không biết nói như thế nào với tần nhã Cô đứng dậy, chỉ cần yên tĩnh một chút nói xong cô liền đi ra ngoài tần nhã biết cô lo lắng cho mình cô ấy đang ép bản thân vào đường cùng cắt đứt mọi khả năng có thể với tô chạm nhưng một khi cô ấy đã hạ quyết tâm thì không ai có thể lay chuyển được không cần phải lo lắng cho em đâu thay vì để cho em sống trong áp lực thì không bằng cứ để em thoải mái hơn đi tần nhã nói với cô cho dù đó không phải là tô chạm cô ấy yêu một người đàn ông khác thì sao chứ một cơ thể mang khiếm khuyết sẽ luôn khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ với người mình yêu thay vì luôn phải sống trong mặc cảm chi bằng cô ấy sống phóng khoáng một chút sống một mình hoặc là sống với một người khiến bản thân mình thấy thoải mái không cảm thấy áp lực chỉ cần không ở cùng với người mình yêu là được lâm tử lạp dừng bước không thuyết phục cũng không ngăn cản nữa cô ấy đã là người trưởng thành rồi cô biết bản thân đang làm gì cô không thể nào can thiệp vào được vẫn còn nhiều thời gian em suy nghĩ cho kỹ đi một khi làm như vậy chính là em đang tự đẩy tô chạm ra khỏi cuộc sống của em đấy lâm tử lạp không nói nhiều nữa đoạn đường về sau cô ấy phải tự mình đi không ai có thể quyết định thay cô ấy được điều duy nhất có thể giúp đó là nhắc nhở cô ấy mà thôi em biết em đã suy nghĩ kỹ rồi tần nhã đã suy nghĩ kỹ lưỡng với thân thể như vậy của cô ấy không thể liên lụy tới người khác cũng không nên làm khó bản thân không yêu đương hò hẹn với bất cứ ai chính là trạng thái tốt nhất của cuộc sống mà cô có thể đạt được em tự mình suy nghĩ cho kỹ là được nói xong lâm tử lạp liền đi ra khỏi phòng ngủ của tần nhã Tông Khải Phong và Trình Dục Ôn đã đưa hai đứa trẻ ra ngoài, trong biệt thự rất yên tĩnh, cô đi lên lầu, trong lòng có chút rối bời. Cô cho rằng Tần Nhã đã thiếu suy nghĩ khi làm như vậy, nhưng cô tôn trọng quyết định của cô ấy, cô hiểu cảm giác của một người phụ nữ không thể sinh, cho người mình yêu một đứa con là như thế nào. Cho nên cô không thể nói gì, có lẽ cô ấy và Tô Trạm có duyên nhưng không có phận. Hôm nay dù có thế nào cũng không được yên bình. Trên bản tin mới có người tung tin rầm rộ, mức độ phổ biến không hề giảm đi mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong bệnh viện, mẹ cố đã tỉnh lại sau cơn mê, cuộc đời bà, sinh được 7 người con, giờ cũng chỉ còn hai đứa bên cạnh bà là con cả và người con thứ sáu, người con thứ hai, thứ ba và thứ năm đều đã lấy chồng có gia đình riêng, và chuyển ra khỏi nhà họ cố. Cố bác đã bị giam rồi. Người con thứ năm có ba đứa con cần chăm sóc, không thể đến được. Hơn nữa chồng cô ta cũng không muốn cô ta qua lại với nhà họ cố, cô ta muốn giúp đỡ nhưng cũng chỉ đành lực bất tòng tâm mà thôi cô ta chính là một người phụ nữ chuẩn mực của gia đình vì con vì cái nên không thể bỏ chồng nếu như thực sự buông bỏ gia đình sẽ tan vỡ con của cô ta có mẹ nhưng không có bố vậy thì con của cô ta thật đáng thương cho nên chỉ có thể chọn rời bỏ nhà họ cố mà thôi vì sự vẹn toàn của gia đình của chính mình người con thứ sáu của bà không giống với năm người chị trước tuy rằng cũng được nuôi dạy và lớn lên ở bên ngoài nhưng sau khi trưởng thành thì đã ra nước ngoài du học thành tích học tập rất tốt sau khi tốt nghiệp cũng tìm được một công việc tốt làm phó tổng giám đốc của một công ty nước ngoài cũng được coi là một người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang điển hình vẫn còn tình cảm gắn bó với bố mẹ cô ta và chị gái lớn luôn chạy vậy bên ngoài thường xuyên tới nhà các bác các chú nhưng những cánh cửa vẫn luôn đóng kín nói không có thời gian họ có muôn vàn lý do để từ chối không gặp mặt thực ra tất cả đều là cái cớ thấy nhà họ cố sắp thất bại tất cả bọn họ liền cố gắng chừa ra cho mình một đường lui Thế giới này chính là như vậy, khi bạn thành công, sẽ có rất nhiều người đến với bạn, chúc mừng, xu nịnh bạn nhưng khi bạn gặp khó khăn, sẽ chẳng có mấy ai đến giúp đỡ bạn cả. Nhìn thấu tấm chân tình trong lúc hoạn nạn, thực lòng mà nói thì bà đã từng được người ta a à du nịnh nọt, nhưng đến hôm nay, tất cả mọi người đều né tránh nhà họ của họ như né tránh rắn rết vậy. Chương 1133. Nhìn thấy họ mà như nhìn thấy quỷ vậy. Ông cụ cố thì bị giam lại, bảo mật rất kín kẽ, bọn họ căn bản không gặp được, qua rất nhiều người giúp đỡ cũng chỉ gặp được cố bắc thôi. Cố bắc sau một đêm bị giam ở đây, có vẻ đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là khi mới xảy ra vấn đề, đầu óc rối bời, hiện tại anh ta đã suy nghĩ thấu đáo một số chuyện. Kẻ thù duy nhất của anh ta chính là Tông Triển Bạch. Nhưng mà, anh ta thật sự không nghĩ ra, những chuyện cũ của bố anh ta tại sao cũng bị lật lại. Nhân tiện chị gái đến thăm, anh ta nói ra những suy đoán trong lòng, nói vấn đề này có liên quan đến Tông Triển Bạch, hoặc là chính là do anh ta làm, Em đã đắc tội với anh ta sao?" Cố Huệ Nguyên hỏi. Cố Bắc nói qua một chút, có xảy ra một chút mâu thuẫn. Có xảy ra một chút mâu thuẫn. Cố Huệ Nguyên cười lạnh một tiếng, rõ ràng là không thể tin được mà, nếu như chỉ là một chút chuyện nhỏ, người ta lại phải hao tâm tổn sức gây ra ồn ào lớn như vậy. Đẩy nhà họ Cố vào đường cùng như vậy sao? Rốt cuộc thì em đã làm gì hả?" Cố Huệ Nguyên nghiêm nghị nói, em không nói thật thì ai có thể cứu được em chứ? Trong mấy người chị thì chỉ có Cố Huệ Nguyên mới có thể trấn áp được Cố Bắc cố bắc cụp mắt xuống ban đầu chỉ là vì một chút chuyện vặt vãnh mà thôi em giúp văn khuynh một chút chuyện nhỏ vốn chỉ là cùng nhau bắt cóc người sau đó không may xảy ra tai nạn xe cộ làm chết một mạng người mọi người cũng biết người đấy chính là người mẹ kế của tông triển bạch sau đó anh ta hãm hại em em có thể bỏ qua sao nên đã giao tranh với anh ta em phái người ở bên cạnh vợ anh ta hãm hại bạn bè của anh ta em là đồ ngu đấy à cố huệ nguyên không nhịn được mà mắng anh ta vì chuyện của người khác mà đẩy bản thân mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy không phải ngu ngốc thì là cái gì chứ bây giờ toàn bộ nhà họ cố chúng ta đều bị hủy hoại trong tay em đang yên đang lành em đi gây thù với anh ta làm gì chứ em bắt cóc người nhà người ta lại còn hãm hại bạn bè người ta người ta không động đến em em thì nghĩ người ta là con rùa rụt cổ sao cố huệ nguyên thật muốn cho anh ta hai cái tát mạnh vào mặt anh ta là loại người gì em còn không rõ à chưa nghe qua về cách đối nhân xử thế của anh ta hay sao anh ta là loại người dễ bị bắt nạt đến vậy hả? Cố Huệ nguyên tức đến mức ôm lấy lồng ngực, bởi vì quá tức giận mà mặt đều biến sắc. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của chị gái, Cố Bắc cúi đầu không dám hé răng nói lời nào. Anh ta hối hận rồi, nhưng lúc đó anh ta nuốt không trôi cái giọng điệu đó. Ai mà biết được bố lúc còn trẻ lại làm ra những chuyện như vậy cơ chứ? Em đã tự đẩy bản thân vào thế khó, chát. Anh ta chưa kịp nói hết câu, Cố Huệ nguyên đã giáng cho anh một cái tát giận dữ hét lên, đến giờ này mà em còn chưa nhìn rõ tình hình hay sao? Là do em, để người ta nắm được thóp của bố mình nên mới ra tay đó. Đúng lúc này có người đến và nói thời gian thăm hỏi đã hết. Chương 1134. Cố Bắc cảm thấy sợ hãi, kéo kéo vạt áo của hai người chị, "Chị cả, chị sáu, các chị nhất định phải cứu em đấy, em không thể nào bị nhốt ở cái nơi này được, ở đây cản bản không phải là nơi dành cho con người ở mà. Bọn chị nhất định sẽ cứu em ra mà." Chị sáu cố nín nhịn để nước mắt không rơi, cố bắc vốn chẳng hề biết một chút gì về tình hình hiện tại bên ngoài thực sự tệ đến mức nào sự việc này rõ ràng cần phải điều tra nghiêm ngặt nếu không đã không cần phải lập tổ chuyên án người ngoài hoàn toàn không thể nào can thiệp vào được xem như là mấy chị em nguyện ý giúp đi chăng nữa thì cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi có khả năng còn bị liên lụy thái độ bên trên rất rõ ràng một khi có chứng cứ xác thực phàm là người có liên quan hình phạt sẽ không hề nhẹ nhàng khi cố huệ nguyên và chị cả rời khỏi nhà giam lập tức thông qua các mối quan hệ của bản thân đi nghe ngóng thông tin liên lạc của tông triển bạch cô ta lập tức bấm số điện thoại đó gọi đi người nghe điện thoại đầu dây bên kia là một người phụ nữ khi cô vừa định mở lời điện thoại trong tay liền bị chị cả giật lấy và cuốc máy cô không hài lòng nhìn chị cả nói chị làm cái gì vậy chuyện đã đi đến nước này rồi em nghĩ tìm anh ta còn có ích gì hay sao còn có chỗ nào để xoay sở nữa hay sao đúng vậy sự tình đã đi đến bước đường này rõ ràng cũng đã chẳng còn cách nào để quay đầu ngoài việc rút lui ra thì chỉ có thể mong chờ kỳ tích xuất hiện mà thôi chị nói bây giờ phải làm sao đây cố huệ nguyên nhìn chị cả nhà họ cố đang là một gia tộc lớn cho đến khi xảy ra chuyện người có thể giúp đỡ cũng chẳng có nhiều những đứa trẻ đều không được nuôi dưỡng cùng nhau tình cảm không sâu đậm những cô con gái đối với ba mẹ đều có ý kiến xảy ra chuyện như vậy mọi người không đoàn kết lại với nhau cũng là chuyện rất bình thường em ba đừng mong chờ nữa không phải hôm đó chị ba đã nói rất rõ ràng rồi sao chị ấy sẽ không đồng ý giúp đỡ, nói tới nói lui cũng là trách bố mẹ, nếu họ đối xử tốt với các chị gái, quan tâm và yêu thương bọn họ nhiều hơn một chút, họ cũng sẽ không đến mức đoạn tuyệt quan hệ như vậy, trong mắt của ba mẹ, con trai mới là quan trọng nhất, nuông chiều đến nỗi không biết trời cao đất dày là gì, thì đương nhiên sẽ gặp rắc rối, sự cố thôi. Cố Huệ Nguyên có thể hiểu cách làm của các chị, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi, nếu như có thể bảo vệ Cố Bắc thì hãy dùng toàn bộ sức lực giúp bố mẹ bảo vệ đứa con trai duy nhất này. Chị cả cũng nghĩ như vậy, chúng ta đi thăm mẹ, thương lượng cùng bà ấy một chút. Cố Huệ Nguyên gật đầu. Tới tầm 10 giờ trưa, lúc Lâm Tử Lạp đã bình ổn lại tâm trạng chuẩn bị ra khỏi nhà, Tần Nhã hỏi cô, chị đi đón chú hai hà. Lâm Tử Lạp gật đầu, chú ấy vừa mới đến, nhất định không quen thuộc với tình hình ở đây, để chị đi đón cho. Em đi cho, chị nói cho em biết chỗ hẹn đi, tới lúc đó, bọn em sẽ đi thẳng tới đó luôn. Lâm Tử Lạp nhìn cô ấy, lại hỏi thêm một lần, em thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ, tần nhã gật đầu nói thật sự rồi lâm tử lạp cũng không còn cách nào khác chỉ có thể thuận theo cô ấy vậy được nhà hàng nhiệt đảo cách công ty không xa tần nhã cười với cô chị cao mày trông chẳng đáng yêu chút nào cả chị đừng cao mày nữa em đã suy nghĩ kỹ càng rồi em cũng sẽ tự chịu trách nhiệm với việc làm của chính mình chị không cần lo lắng cho em đâu lâm tử lạp vươn tay ra ôm lấy cô ấy nói chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được rồi thực ra cô ấy nói cũng rất có lý trong cuộc sống không nên để cho bản thân mình bị áp lực nếu như ở bên người mình yêu lại khiến cô ấy cảm thấy áp lực thôi thì đành chia tay để cảm thấy thoải mái hơn cũng tốt sau khi tần nhã đi lâm tử lạp cũng rời khỏi biệt thự đến công ty tìm tông triển bạch trước tuy nhiên tông triển bạch lại không có trong văn phòng anh ta đang ở phòng tiếp khách bàn chuyện công việc tuy rằng tiếng động phát rất lớn bên trên cũng đã chú ý đến nhưng vẫn phớt lờ vừa quan sát hướng gió vừa để mắt đến sự việc đang xảy ra lâm tử lạp không để thư ký đi thông báo tự mình ngồi đợi ở trong văn phòng. Lúc Tông Triển Bạch bàn chuyện công việc xong, mới nghe thư ký nói Lâm Tử Lạp đã đến đây, anh nhanh chân bước đến văn phòng, mở cửa ra thì thấy Lâm Tử Lạp đang ngồi ở bàn làm việc của mình, trên bàn để một chồng văn kiện. Thực ra có rất nhiều từ chuyên ngành cô không thể hiểu được, chỉ là cô ta quá buồn chán, muốn tìm gì đó để giết thời gian. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy anh cô ta hỏi, anh hết bận rồi hả? Tông Triển Bạch đóng cửa lại, Bước qua đây, ừ, em đến đây sao không để thư ký thông báo cho anh biết? Chương 1135. Không phải anh đang bận việc hay sao? Lâm Tử Lạp định đứng lên nhưng Tông Triển Bạch giữ vai cô lại, không để cô cử động, Lâm Tử Lạp cười nói, anh không để em đứng lên, là muốn em ngồi ở chỗ này hả? Tông Triển Bạch dựa vào thành bàn, cong chân xuống, duy trì một khoảng cách không xa lắm với cô, nó vốn là của em mà, không phải sao? Hồi Tết, Tông Khải Phong đã chia cổ phần cho hai đứa con, cho cô làm người giám hộ hiện tại cô chính là cổ đông lớn nhất. Lâm Tử Lạp vươn tay nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh về phía mình, hai ánh mắt chạm nhau, cô cong môi cười tinh quái, vậy bây giờ anh đang làm việc cho em ư? Tông triển bạch cục mắt xuống nhìn những ngón tay mảnh khảnh đang nắm lấy cà vạt của cô, dáng vẻ bất lực, không còn cách nào khác nói, đến người của anh cũng đều là của em rồi, sau này em cứ việc ngồi ở đây, để anh hầu hạ em. Lâm tử lạp muốn cười, nhưng cô đã kiềm chế lại rất nhanh. Tuy vậy, tay cô vẫn không buông anh ra, tông triển bạch rất phối hợp cứ cúi người xuống như vậy hôm nay có phải tô chạm quấn lấy anh nhờ anh gọi tần nhã ra phải không cô hỏi một cách buồn rầu tông triển bạch vươn tay sờ lên mặt cô lấy tay vuốt đôi mày cao lại của cô sao rồi tần nhã không đồng ý sao cô lắc đầu không phải còn nhớ lần trước em có hỏi anh nếu như em không thể sinh con anh vẫn sẽ yêu em chứ lông mi của tông triển bạch run rẩy anh đã hiểu ra mọi thứ lúc lâm tử lạp hỏi anh đã đoán được phần nào Vụ nổ lần đó khiến cô ấy bị sảy thai. Bây giờ cô không thể sinh con, cô muốn vạch rõ ranh giới với tô trạm. Hôm nay cô đến, có thể là do muốn nói rõ ràng điều gì đó với tô trạm. Thực ra như vậy cũng không có gì là không tốt. Nói rõ ràng rồi, mọi người đều thoải mái, đi tìm được người thích hợp với mình. Cũng không thể nói đó là một sự chọn lựa tồi tệ, gương vỡ thì khó lành. Cho dù tiếp tục chắp vá lại thì dù có như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ vẫn có những vết nứt. Thôi thì đành buông tay. Lâm Tử Lạp ngước mắt lên nhìn anh, có cần phải nói chuyện trước với Tô Trạm, để cho anh ấy có sự chuẩn bị tinh thần không? Cô sợ đến lúc đó Tô Trạm không thể chịu đựng nổi. Em không cần quan tâm tới anh ấy. Tông triển bạch càng cúi người thấp xuống, giọng nói nhẹ nhàng, em định cứ ôm anh như thế này mãi à? Lâm Tử Lạp giật mình, cô vẫn luôn cứ kéo anh không buông như vậy từ nãy giờ, cà vạt đã bị cô kéo ra khỏi bộ vét. Cô buông tay ra, thắt lại cà vạt và chỉnh lại cổ áo cho anh nói, sắp đến giờ rồi, bây giờ chúng ta đi tới đó đi được thôi tông triển bạch trả lời anh muốn qua đó trước gọi món gì đó cho lâm tử lạp ăn một chút sợ rằng lát nữa cô sẽ không có khẩu vị ăn không vào đi thôi tông triển bạch đặt tay lên ôm lấy eo cô hai người bước vào nhà hàng vì đã hẹn từ trước nên vừa nói tên phục vụ đã đưa họ đến một vị trí đặt trước các món trắng miệng ở đây rất ngon đầu bếp bánh ngọt của nhà hàng này là người nước ép được mời tới đồ ngọt rất nổi tiếng rất nhiều người đến đây chỉ vì muốn thưởng thức thử món trắng miệng lâm tử lạp cau mày mọi người vẫn chưa đến chúng ta ăn trước hay sao em ăn trước một chút đi tông triển bạch nói biết rằng sau khi lâm tử lạp mang thai thường thích ăn đồ ngọt nên anh đã sắp xếp cuộc gặp mặt ở đây chính vì muốn cho cô ấy nếm thử đồ ngọt ở đây bởi vì họ rất ít khi cùng nhau ra ngoài lâm tử lạp không hề từ chối cô cảm thấy mọi thứ ở đây rất tao nhã và không gian cũng khá yên tĩnh khách ra vào rất lịch sự nhân viên ở đây đều là nam họ mặc áo di lê đen sơ mi trắng Cô áo đeo nơ màu đen đứng trước bàn và đưa menu cho hai người. Tông triển bạch mở menu ra và hỏi có món nào em vô cùng muốn ăn không. Lâm Tử Lạp lắc đầu, anh gọi món đi. Hôm nay cô không cảm thấy thèm ăn và tạm thời cô cũng không muốn ăn món gì cả. Tông triển bạch không hỏi gì thêm, bèn gọi hai món trắng miệng và một ly sữa dê. Anh đóng thực đơn lại rồi đưa cho nhân viên, chỉ vậy thôi. Chương 1136 Chúng tôi sẽ sớm mang đồ ăn đến cho quý khách sau đó cậu nhân viên liền cúi người lui xuống trong khi chờ đợi lâm tử lạp cảm thấy buồn chán nên nghịch với một nụ hồng đỏ tươi mới nở trên bàn tông triển bạch lặng lẽ nhìn cô ấy anh cảm thấy lúc này cô ấy rất giống một đứa trẻ vừa hồn nhiên vừa đáng yêu anh ấy đưa tay lên vuốt tóc cô cẩn thận kẻo bị gai đâm vào tay linh hồn của bông hồng chính là nằm ở vẻ đẹp của nó nhưng nó lại có nhiều gai những người muốn có được nó luôn phải chịu tổn thương Lâm Tử Lạp rút tay lại, cảm thấy bông hồng này giống như tần nhã bây giờ vậy, toàn thân bao phủ đầy gai góc, nhưng gai nhọn của cô ấy chỉ đâm vào một mình tô chạm. Một lát sau, nhân viên đã mang điểm tâm đến. Tổng cộng có hai món trắng miệng, món đầu tiên là bánh tát chanh. Bánh tát giòn là món trắng miệng chính ở nước ép. Phương pháp chính thống là làm nhân bằng cách vắt nước chanh vàng với kem, đường, trứng, v, v, một chút vỏ chanh vàng làm tăng thêm hương thơm, và hình quả chanh làm từ dâu tây và đường giòn được sử dụng để tô điểm sự kết hợp giữa chanh và kem ngọt ngào nhưng không gây cảm giác béo ngậy, thơm mùi chanh, bánh mềm, hình dáng đẹp mắt và hương vị tuyệt vời, là món trắng miệng rất được ưa chuộng. Món còn lại là bánh ngàn lớp kiểu nước ép, vỏ bánh gồm trứng đường phải được gấp làm đôi 6 lần, để làm cho bánh giòn sau khi nướng. Mỗi tầng bánh sẽ được phết một lớp rượu vang, một lớp bánh trứng đường và một lớp có hạt van y. Nước sốt mãng cầu xếp trồng lên nhau, lớp trên cùng rắc đường bột, hoa quả sấy khô và kèm theo một cốc sữa dê, thơm ngon bổ dưỡng trông hấp dẫn thật đấy. Lâm Tử Lạp liền cầm thìa lên, chắc là do mang thai nên cô ấy có chút tham ăn, đặc biệt khi nhìn thấy món ăn vừa ý, cô cắt một miếng tát chanh nhỏ cho vào miệng, mùi vị thanh dịu và có mùi thơm nồng của chanh, trong vị ngọt mang chút vị chua nhẹ, không gắt, rất vừa miệng, lại không quá ngọt, cũng không ngấy, thật sự rất ngon. Bánh ngàn lớp cũng rất ngon. Có thể là do giờ chưa đến rồi, cô ấy đói bụng nên đã ăn rất nhanh. Em ăn chậm thôi, không có ai giành mất phần của em đâu. Tông triển bạch rút khăn giấy lau kem dính trên khóe miệng cô. Lâm tử lạp đưa một miếng bánh đến trước miệng anh ấy, anh thử một miếng đi. Anh không thích ăn đồ ngọt. Tông cảnh hạo không mở miệng. Lâm tử lạp không dễ dàng bỏ cuộc, liền làm nũng với anh ấy, anh ăn một miếng đi mà. Vừa nói vừa đưa miếng bánh lên miệng tông cảnh hạo, khiến kem dính vào môi anh ấy. Cuối cùng tông cảnh hạo cũng đành phải há miệng ăn miếng bánh cô đưa. Tí nữa mang chút gì về nhà cho hai đứa nhỏ ăn nhé. Tông cảnh hạo nuốt đồ ăn xuống rồi nói, Lâm Tử Lạp gật đầu, phần ăn cũng không nhiều, một mình Lâm Tử Lạp lúc nãy đã ăn hết phần của hai người. Cô cầm cốc sữa bò bên cạnh lên, vừa nhấp một ngụm, cảm giác có gì đó không đúng, khác hẳn với sữa bò cô thường uống. Cô nhíu mày, đây là cái gì? Sữa dê. Tông Cảnh Hạo đáp, so với sữa bò thì sữa dê bổ dưỡng hơn cho phụ nữ mang thai rất nhiều. Khối lượng các hạt chất béo trong sữa dê bằng 1 trên 3 trong sữa, có lợi hơn cho cơ thể con người hấp thụ. Uống lâu dài sẽ không gây tăng cân, Sữa dê chứa nhiều vitamin và nguyên tố vi lượng hơn. Sữa bình thường dành cho bà bầu nằm ở chỗ sữa dê chứa hàm lượng vitamin E cao, có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa và phân hủy tế bào và axit béo trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa da, tăng độ đàn hồi và căng bóng cho da. Lâm Tử Lạp đặt cốc xuống. Uống đi em. Tông Cảnh Hạo cầm lên và đưa cho cô. Cô không cầm lấy, cứ vậy mà nhìn anh ấy. Tông Cảnh Hạo không còn cách nào khác đành phải nói. Nó rất bổ dưỡng, sau này chúng ta hãy đổi sữa ở nhà thành loại này đi. Em không muốn. Lâm tử lạp kiên quyết từ chối. Không muốn cái gì thế? Cảnh hạo bắt nạt chị dâu phải không? Tô chạm bước vào và nghe thấy giọng nói của tông cảnh hạo, nhìn chiếc cốc trên tay tông cảnh hạo và quay sang nhìn lâm tử lạp. Chị đang làm gì đấy? Lâm tử lạp nhận lấy chiếc cốc trong tay tông cảnh hạo, cô phải giữ thể diện cho tông cảnh hạo trước mặt người khác. Chương 1137 Tần Nhã không đi cùng chị sao? Tô chạm đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai liền kéo ghế ngồi xuống. Lâm Tử Lạp không thích mùi vị của sữa dê, nhưng khi Tô chạm hỏi điều này, cô lại vô thức đưa cốc lên miệng, giống như một lá chắn để giấu đi sự lúng túng khi cô không biết phải trả lời anh như thế nào. Uống xong, cô cau mày. Tần Nhã không muốn đến đây cùng chị sao? Tô chạm đè nén vẻ thất vọng trong lòng xuống và hỏi cô ấy. Một lát nữa cô ấy sẽ đến. Lâm Tử Lạp đặt cốc xuống và nói. Nghe nói Tần Nhã sẽ đến, Tô chạm liền mở to mắt cười chị dâu chị phải giúp em em thật sự hết cách rồi mềm hay cứng đều không được cô ấy chẳng khác nào một tảng băng cả có che đậy thế nào đi nữa cũng không thể che được vẻ lạnh lùng của mình tô chạm này lâm tử lạp đắn đo một lúc nhưng vẫn không tìm được từ nào thích hợp tô chạm nhìn thấy dáng vẻ do dự của lâm tử lạp trong lòng bỗng trở nên bất an chị dâu chị muốn nói gì có phải tần nhã thật sự không có tình cảm với em đúng không lâm tử lạp không nói gì vì không biết phải nói với anh ấy thế nào hoặc dùng từ ngữ gì để nói với anh ấy. Chị dâu, chị có gì thì cứ nói, chị càng ngập ngừng ấp úng, em càng bất an. Tô chạm càng như ngồi trên kim châm. Nếu như là chuyện tốt, chắc chắn Lâm Tử Lạp sẽ không do dự như thế. Như vậy, chỉ có một đáp án duy nhất, khó nói như thế thì không phải là chuyện gì tốt cả. Lâm Tử Lạp nhìn anh ta, tần nhã đưa ra quyết định gì, đều có lý do của cô ấy, anh không cần phải. Khi cô ấy nói, ánh mắt tô chạm luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, lâm tử lạp nhìn theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài thì thấy tần nhã đang khoác tay thiệu vân bước từ trên xe xuống lâm tử lạp thở dài cô ấy vẫn luôn làm như vậy chị dâu ánh mắt tô chạm hướng về phía lâm tử lạp chuyện chị khó nói chính là này ạ à? cô ấy thực sự đã có tình yêu mới đúng không lâm tử lạp nói cậu bình tĩnh một chút tô chạm cười dựa lưng vào ghế cô ấy đi cùng một ông già đến là muốn ra đòn phủ đầu với em phải không tôi không phải muốn giao uy với anh chỉ là không muốn anh hoành hoang khoác lát chọc tức tôi mà thôi. Khi nghe thấy anh nói lời này, Tần Nhã và Thiệu Vân đang cùng nhau đi vào thì nói lại. Tô chạm nhìn cô hai giây rồi bỗng nhiên đứng dậy nắm lấy cổ tay của cô. Tôi có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì thì anh cứ nói luôn ở đây đi. Tần Nhã cố gắng bỏ tay anh ta ra. Mắt Tô chạm đỏ ngầu. Bất chấp sự kháng cự của cô ấy, cứng rắn kéo người đi. Trên đường đi, Tần Nhã cố gắng vùng vẫy nhưng mà sức lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn cô không có cách nào thoát khỏi sự kìm hãm của tô chạm bị anh ta dẫn đến con đường ở bên ngoài nhà hàng tô chạm anh mau buông tay tôi ra tần nhã nói to có hơi giận dữ tô chạm đẩy cô ấy vào vách tường trong ngõ nói đi rốt cuộc em muốn làm cái gì như anh thấy đấy tần nhã nhìn anh ta không chút giấu giếm giống như muốn tỏ ra bản thân ngay lúc này có bao nhiêu thẳng thắn tô chạm nheo mắt vậy ông già đó là sao tôi thấy so với anh thì lớn tuổi hơn một chút cũng tốt không phải có câu nói càng lớn tuổi thì con người càng biết yêu thương hơn sao vừa hay ông ấy biết cách yêu thương một người hơn anh tần nhã hùng hồn gần từng chữ sắc mặt tô chạm như bị đốt cháy trở nên đỏ ngầu tần nhã xoa xoa cổ tay bị anh ta nắm chặt ông ấy có thể cho tôi cảm giác an toàn cũng có thể che chở cho tôi chúng tôi ngoại trừ tranh lệch tuổi tác không có mâu thuẫn gì lại nói đối với tình yêu chân chính thì tuổi tác có là gì cô không đếm xỉa đến vẻ mặt đang tức giận của tô chạm tiếp tục nói Điều tôi hối hận nhất là không thể cho anh ấy một thân thể trong sạch, nhưng anh ấy không ghét bỏ tôi, điều này khiến tôi rất vui mừng. Chương 1138. Bỗng nhiên, tôi chạm bóp cổ cô ấy, ép cô vào tường. Anh ấy gầm lên với Tần Nhã, em đang lừa tôi. Tần Nhã vẫn tản nhẫn, nếu anh không tin thì tôi có thể gọi ông ấy đến, hôn ông ấy trước mặt anh, hoặc anh muốn xem cảnh nóng, tôi đều có thể chứng minh cho anh thấy. Tôi chạm cứ nhìn chằm chằm cô ấy như vậy, hốc mắt đỏ hoe dần dần hình thành một tầng nước. Anh ta khàn giọng nói, "Tần Nhã, nếu em như vậy, giữa chúng ta thật sự kết thúc rồi." "Tôi và anh sớm đã kết thúc rồi, là anh vẫn luôn nhìn không rõ mà thôi." Hai tay cô ấy buông thõng bên người, siết chặt thành nắm đấm. Móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay, chỉ có đau đớn mới có thể làm cô ấy tỉnh táo, đau đớn mới có thể khiến cô ấy giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh. "Tôi, Tần Nhã, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, tôi và anh tuyệt đối không có khả năng nào nữa." cô ấy nhấn mạnh từng chữ vừa để tổn thương tô chạm vừa tự dùng dao đâm vào trái tim mình được 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 rất tốt tô chạm chậm chạp thu tay lại mỗi một chữ tốt anh ta tự nhủ với lòng từ bỏ đi từ bỏ đi từ bỏ đi anh nhanh chóng quay đầu đi không muốn cho tần nhã nhìn thấy giọt nước rơi từ hốc mắt xuống anh quay lưng lại với tần nhã sau này anh sẽ không quấn lấy em nữa anh và em đã hết duyên rồi nói xong thì tô chạm lập tức cất bước rời đi Tần Nhã bất động dựa vào tường, nhìn bóng lưng của anh ấy, mũi chua xót không giải thích được, như có một khối bông lớn mắc trong cổ họng, không thở được, chỉ có thể mở miệng ra để hít không khí, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra ngoài. Tô Trạm không đi luôn mà quay về nhà hàng, càng giống như chứng minh cho Tần Nhã thấy, tim anh thật sự đã chết, dù có đối mặt với cô cũng sẽ không có dao động gì. Thiệu Vân đang kể khổ với Lâm Tử Lạp, "Tôi là hết cách mới đồng ý với cô ấy." Lâm Tử Lạp biết, Tần Nhã quyết định rồi, nhất định sẽ tìm mọi cách để Thiệu Vân giúp cô diễn. Thiệu Vân lắc đầu, thực ra tôi không nguyện ý, như một câu nói đó, thà phá bỏ mười ngôi chùa chứ không nỡ phá bỏ một mối lương duyên. Cô nói xem, cô ấy thực sự biến tôi thành người xấu rồi. Nếu cô ấy đã quyết định rồi, vậy chú giúp cô ấy đi. Lâm Tử Lạp thở dài nói. Thiệu Vân chớp mắt, cô không khuyên nhủ cô ấy à? Khuyên không được. Lâm Tử Lạp tại sao lại không nghĩ cô ấy với tô chạm ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Nhưng Tần Nhã có nút thắt, thân thể có thiếu sót, cô ấy căn bản không nguyện ý đối mặt với tình cảm đừng nói là tô chạm nếu là một người con trai rất ưu tú khác cô ấy cũng sẽ không thoải mái nói về chuyện tình cảm không có cách nào trừ phi cô ấy tự mình hiểu rõ người ngoài cuộc không giúp gì được thật đáng tiếc tôi thấy chàng trai trẻ đó rất tốt thiệu vân đưa ra đánh giá với tô chạm mặc dù không biết rằng năng lực và tính cách nhưng trước hết anh ta là một người không tệ cũng chỉ có thể như vậy thôi thiệu vân không biết làm sao nói tần nhã với cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới thành ra như thế Lâm Tử Lạp nhìn thấy Tô Trạm bước vào, vỗ vào vai của Thiệu Vân một cái, Thiệu Vân lập tức biết cô ấy có ý gì, dừng lại chưa nói hết câu. Lúc này Tô Trạm đã điều chỉnh được bản thân, giống như không có chuyện gì xảy ra kéo ghế ngồi xuống. Dáng vẻ vô tâm cả lơ phất phơ, vẫn không gọi đồ ăn à? Lâm Tử Lạp nhìn anh hai giây, thấy giống như không có chuyện gì, nhưng từ trên người anh ta tản ra hơi thở không thoải mái. Anh vẫy tay, gọi phục vụ, gọi món. Phục vụ rất nhanh mang vài quyển menu đến anh cầm lấy một quyển, không ngẩng đầu hỏi, "Cảnh Hạo, anh mời khách phải không?" Tông Triển Bạch nhìn anh ta một cái, ừm một tiếng. "Cái này, cái này, cái này, cái này, còn cái này." Nói xong anh ta ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lạp, "Chị dâu, chị muốn ăn gì? Em gọi giúp chị." Lâm Tử Lạp nhìn anh ta, nói, "Tùy ý, tôi cái gì cũng được." Anh gọi thêm mấy món nữa, sau đó nhìn sang Tông Triển Bạch, "Anh thì sao? Tôi biết khẩu vị của anh, tôi giúp anh gọi." Anh ta lại gọi thêm hai món nữa, người ngồi trong bàn đều biết anh đang thất tình, tâm trạng không được tốt, đều nghe theo anh ta. Chương 1139. Còn anh trai này, anh thì sao? Tô Trạm gọi Thiệu Vân. Thiệu Vân, anh ta nghĩ trong lòng, ai là anh trai cậu? Nhưng không nói ra, ai bảo anh ta cướp bạn gái nhà người ta đây? Tôi là khách, tùy theo anh. Thiệu Vân kéo cổ áo sơ mi, vẫn là chiếc áo sơ mi hoa tay ngắn yêu thích của anh ta, quần tây màu be và đôi giày da trắng đây là tiêu chuẩn của anh ta anh ta rất thích ăn diện vậy để tôi gọi giúp anh anh ta nói với phục vụ mấy món nữa phục vụ ghi xong hỏi còn muốn món khác không chỗ này thôi anh ta gấp quyển thực đơn đưa cho phục vụ tần nhã vào rất muộn món ăn đều đã chuẩn bị xong cô ấy từ ngoài cửa vào trên mặt đã trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe tô chạm không ngẩng đầu nhìn cô ấy tần nhã cho rằng tô chạm đi rồi nhìn thấy anh ta ở đó cảm xúc vốn đã cố gắng đè nén xuống lại cuộn trào cô ấy không thể làm như không có chuyện gì xảy ra rồi ngồi xuống ăn cơm sợ bản thân không kiềm chế được vươn tay nắm lấy tay của thiệu vân em không muốn ăn anh đưa em về đi thiệu vân ngẩng đầu nhìn cô ấy rõ ràng là đã khóc anh ta lập tức đứng dậy nói đi thôi khi nói chủ động ôm vai cô ấy vốn đã rất thân luôn đối đãi với cô ấy giống như người thân nên không cố ý tránh né gì khi cô ấy gọi mình một tiếng chú hai đó chính là người thân, biết cô ấy bây giờ trong lòng đang rất đau khổ, cũng muốn an ủi cô ấy một chút. Tô Trạm đột nhiên ngẩng đầu hỏi, có phải là do tôi ở đây nên cô đến cơm cũng không buồn ăn đúng không? Anh ấy cười, cô yên tâm, tôi không có mơ ước gì với cô đâu, nếu như thực sự sợ tôi quấn lấy vậy thì tôi đi, cô không cần phải đi đâu. Anh ấy buông cái khăn trong tay xuống rồi đứng lên, cô ngồi xuống ăn đi, vì để cho cô yên tâm, cũng như mọi người được yên tâm ăn cơm, tôi đi là được rồi. Anh ấy nói xong thì chào một tiếng với Lâm Tử Lạp chị dâu em đi trước đây lâm tử lạp không kịp nói câu nào chỉ có thể nhìn theo sau khi tô chạm đi rồi lâm tử lạp kéo tần nhã ngồi xuống ngồi xuống rồi ăn cơm cũng không nổi lâm tử lạp rút một tờ giấy đưa cho cô ấy em muốn khóc thì khóc đi khóc lên trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút lâm tử lạp nhìn tông triển bạch và thiệu vân họ cảm thấy chỗ này không thích hợp lắm nên cũng không tiện nói thêm cái gì thật ra nguyên nhân của chuyện này tông triển bạch từng nói chuyện với thiệu vân Lần trước Thiệu Vân bận rộn vì anh ta, nhưng cả hai lúc nào cũng bận rộn nên cũng chưa ngồi xuống nói chuyện này cho thật rõ. Trải qua chuyện lần này, Tông Triển Bạch biết cha Lâm Tử Lạp không phải là một nhân vật đơn giản, nếu không cũng không có tầng quan hệ này. Mặc dù ông ấy không ra tay làm cái gì, nhưng chỉ cần cung cấp manh mối thôi cũng đáng quý rồi, dù sao anh ta cũng không có cách nào tra ra được chuyện lâu về trước như vậy. Thuận lợi chứ? Thiệu Vân hỏi. Những lúc anh ta không có cười đùa cợt nhả, luôn đem đến cho người khác cảm giác rất hù dọa người ta, là dạng người mà chỉ cần nhìn tới cũng đủ khiến con nít quả khóc nhưng khi anh ta không đứng đắn cứ cười đùa ầm ý lại khiến người khác thấy rất có cảm tình anh ta rất ít khi giấu bộ mặt cười của mình phần lớn đều là dáng vẻ cười đùa hi hi ha ha tông triển bạch nói phía trên đã thành lập ban chuyên án điều tra mọi chuyện gây ra lại lớn như vậy chắc chắn sẽ bị kiểm tra tới thiệu vân gật đầu có cần giúp đỡ gì thì cứ nói ông ta thấy đây cũng không phải người ngoài đây là chồng Lâm Tử Lạp, cũng chính là con rể của anh cả ông ta. Tông Triển Bạch cũng không muốn ông ta gặp phiền phức nên thấy hiện tại nói như vậy, cũng đủ rồi. Chương 1140. Em dẫn Tần Nhã về trước đây. Lâm Tử Lạp đi tới, đồ ăn ở đây cô ấy ăn không vào, chỗ này cũng không thích hợp ngồi lâu, Tần Nhã lại không muốn về biệt thự nên cô ấy sẽ dẫn Tần Nhã đi ra ngoài giải buồn một trận. Tông Triển Bạch nói, anh đưa em đi. Anh lo lắng cho Lâm Tử Lạp, chính bản thân cô còn là phụ nữ có thai cần người chăm sóc, anh sợ cô bị mệt. Lúc này Tần Nhã chắc chắn không muốn bên người có quá nhiều người, nên Lâm Tử Lạp từ chối. Bây giờ chúng ta không có trở về nhà, có thể sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Em đặt một gian phòng trong khách sạn định quân lan cho chú hai, anh đưa chú ấy đi nghỉ ngơi đi. Ban đầu cô muốn đưa Thiệu Vân tới biệt thự, nhưng biệt thự không còn phòng trống. Hai người giúp việc còn có phòng tông khải phong và của trình dục ôn, còn có Tần Nhã và bọn nhỏ. Phòng còn lại chính là phòng sách và nhà kho, cũng không chuẩn bị được thêm phòng nào nữa, nên cô mới đặt một khách sạn sang trọng cho chú hai. Thiệu Vân vẫy tay, nói cho chú biết hướng đi là được, người lớn như chú đây còn cần người đưa sao, coi chú là con nít à. Lâm Tử Lạp cười nói, chú hai, giữa trưa người không ăn được gì, đói bụng thì gọi đồ ăn thêm trong khách sạn nha, ban đêm con sẽ bày tiệc mời khách. Yên tâm đi, chú có thể tự chăm sóc chính mình, con đi chăm sóc tần nhã đi, các con có bận gì thì bận đi, không cần để ý tới chú đâu. Thiệu Vân hoàn toàn bày ra dáng vẻ hào phóng chỉ cần con nói địa chỉ biệt thự cho chú, đêm nay chú tự mình đi tới. Tính cách Thiệu Vân như vậy, Lâm Tử Lạp liền nói địa chỉ cho chú ấy xong thì đi với Tần Nhã. Về phần tông triển bạch có đưa Thiệu Vân hay là tự mình Thiệu Vân về khách sạn cô, cũng không biết nữa. Chúng ta đi xem phim có được không? Lâm Tử Lạp nói. Tần Nhã không nói tiếng gì. Lâm Tử Lạp than thở ra một hơi, chị mang thai, cũng không thể cùng em uống rượu được. Nếu như em khó chịu vậy chị thay em nói chuyện với tô chạm nha. Tần Nhã lắc đầu, không cần, em quyết định rồi thì sẽ không hối hận, chỉ là khi dứt bỏ có hơi đau đớn chút thôi. Lâm Tử Lạp thở dài, chị có thể hiểu được tâm trạng của em, nhưng không biết an ủi em thế nào. Vậy chị đi theo em một chút đi, cô ấy lôi kéo cánh tay Lâm Tử Lạp rồi nói. Lâm Tử Lạp gật đầu, giữa trưa rất nóng nhưng đi bộ dưới cây ngôn đồng rậm rạp lại thấy không quá nóng. Khi Tần Nhã đã quyết định, thì cũng đã chuẩn bị đủ tâm lý chỉ cần thêm chút thời gian để tiêu hóa nó, mà thôi. Cô ấy tin tưởng mình có thể chịu nổi đã từng khổ sở như vậy vẫn có thể kiên trì tới bây giờ hiện tại nhất định cũng làm được so với những nỗi khổ mà cô ấy đã chịu thì những gì tô chạm chịu cũng không tốt hơn chút nào sau khi rời khỏi nhà hàng tô chạm đi uống rượu một mình một người kêu liền mấy chai rượu ngoại tô chạm thường xuyên tới chỗ này cho nên quản lý thấy anh ta liền biết nhìn anh ta một mình đi uống rượu giải buồn thì đi lên nói tôi gọi thêm phụ nữ cho cậu nhé tô chạm tiếp tục rót rượu vào ly giống như không nghe thấy lời quản lý nói một mình cậu uống nhiều rượu như vậy cũng chán. ở đây của tôi có mấy cô nàng khả năng uống rượu rất tốt, gọi một hai cô tới uống cùng cậu nha. dù sao uống rượu một mình vẫn không bớt buồn bằng. tô chạm cảm thấy người này giống như con ruồi vậy, tâm trạng anh ấy đã không tốt mà còn cứ lải nhải bên tai anh ấy nữa. con mẹ nó, anh có bị điên không? tôi đến đây uống rượu, không phải đi tìm cô nào. ông đây có bệnh thích sạch sẽ được không? con mẹ nó anh biến khỏi chỗ tôi ngay, đừng ở chỗ này làm phiền tới tôi cuối cùng tôi chạm nhịn hết nổi, đành bộc phát với tên quản lý cứ líu lo suốt. Tôi không phải là thấy cậu uống rượu một mình đáng thương sao? Làm gì mà không biết lòng tốt của người khác vậy? Thật sự là chó cắn lã động tân mà. Anh nói cái đồ chơi gì? Ai là chó? Tô chạm nhìn chằm chằm anh ta, trên huyệt thái dương nổi đầy gân xanh, anh mới là chó. Kêu một tiếng cho tôi nghe đi. Quản lý cũng lạnh mặt, cậu uống nhiều rồi đó. Nói xong cũng muốn đi, kết quả tô chạm cứ kéo anh ta lại, chửi xong thì muốn đi hả? coi tôi là cái gì con rùa rụt cổ à